Áp nhân dân tỉnh chỉ đạo khẩn xử lý vi phạm trên đảo Hòn Tầm. Áp nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản khẩn về việc xử lý vi phạm xây dựng trái phép. Tại dự án khu du lịch đảo Hòn Tằm thành phố Nha Trang. Toàn cảnh khu vực xây sai phạm trên đảo Hòn Tằm. Theo đó, áp nhân dân tỉnh Khánh Hòa yêu cầu sở xây dựng tỉnh và áp nhân dân thành phố. Nha Trang phải phải chủ động trong công tác xử lý vi phạm về trật tự xây dựng. Làm rõ quy định, thống nhất thẩm quyền xử lý vi phạm để tránh các vướng mắc dẫn đến kéo dài thời gian xử lý trường hợp có vướng mắt hoặc vượt thẩm quyền mới báo cáo áp nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo. Theo Sở Xây dựng Khánh Hòa, qua kiểm tra thực tế ngày 16 tháng 1 năm 2020 và báo cáo của áp nhân dân thành phố Nha Trang, chủ đầu tư là công ty cổ phần biển biển Nha Trang, đã tự ý san ủi mặt bằng và xây dựng các hạng mục công trình bê tông cốt thép. Tại dự án khu du lịch hòn tầm không có giấy phép xây dựng và không có trong quy hoạch điều chỉnh. Tại quyết định 219, quyết định nhấp nhân dân ngày 19 tháng 1 năm 2018 của áp nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phê, duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1 phần 500 khu du lịch đảo Hòn Tầm. Ngoài ra, báo cáo của Sở Xây Dựng cũng nêu rõ, việc công ty cổ phần biển Nha Trang biển Nha Trang tự ý san ủi mặt bằng, đầu tư xây dựng công trình kiên cố kể cả trong, và ngoài phạm vi dự án khi chưa có giấy phép xây dựng là vi phạm pháp luật về đất đai, môi trường, và xây dựng. Việc phát hiện kiểm tra, và xử lý thuộc trách nhiệm của cơ quan địa phương trực tiếp là áp nhân dân phường vĩnh nguyên và ban quản lý vịnh nha trang sở xây dựng khánh hòa cũng đề nghị áp nhân dân thành phố nha trang áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tháo rỡ phần công trình xây dựng vi phạm trên dự án khu du lịch đảo hòn tằm như báo giáo dục và từ điển đã phản ánh đội công tác liên ngành vịnh nha trang phát hiện sai phạm tại khu vực đảo hòn tằm chủ đầu tư khu du lịch đảo hòn tằm nha trang đang tiến hành san lấp thi công xây dựng trái phép khu vực phía tây nam đảo hòn tằm chủ đầu trên san ủi đất đá tạo mặt bằng. Xây dựng hai đoạn kè tường bê tông cốt thép với tổng diện tích gần 140m2, sau khi sự việc bị phát hiện, chủ đầu tư đã không cung cấp được giấy phép xây dựng của việc thi công các công trình trên. Đội công tác liên ngành còn phát hiện khu vực phía bắc đảo Hòn Tầm. Chủ đầu tư không cắm mốc giới dự án theo quy định, mà Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu trong đợt kiểm tra trước tôi tuy to sắc nhưng học rốt nên đọc không chuẩn xin hãy thứ lỗi cho tôi trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại